Ông làm thợ được bao năm rồi? Cái định bấm của nó còn nguyên mà. Hả? Hỏi đồng chí làm thợ được bao năm rồi? Cả một cái gầm nó phơ sơn, nó phụt cả cái gầm nó phụt từ dưới phụt lên, nó phụt lên đấy để bảo là thay là sửa ở đấy. Chịu các ông luôn. Còn nếu mà được cái đáy thì... Không cần phải được giá, mình sẽ không bớt con này. Đấy, không bớt tí nào luôn, lộc lá luôn cho nó dễ. Còn bây giờ anh em nhá, nói thẳng với anh em nhìn như này, nó rõ ràng cái vết phụt nó phụt từ dưới lên, hai bên nó cân nhau như thế này. Nó phụt nó phủ gầm một phần là cái chất phủ gầm nó từ dưới nó phụt lên, nó không lên được cái hốc trên này, nó chỉ lên được một tí dưới đấy đi, nó lên thôi. Anh em lại bảo đâm đụng vào đấy, rồi đấy anh em lại bảo là cái này là cái keo con người quét. Anh nói cho anh em, nếu như con này mà bị đâm vào cái ụ này mà con người quét đấy, con xe không còn cái gì cái xe luôn nhá. Từ kính, từ tất cả các loại khác, từ cabo, từ keo chỉ. Hello, xin chào các bác nhá. Hôm nay mời các bác đi cùng em một chuyến đi Hà Nội, mua con Morning SI đời 2016 số sàn để cho anh em về chạy dịch vụ kiếm tiền nuôi vợ nuôi con nhá. Đấy. Đang đi trên xe của em này. Ôi trời, lại có điện thoại. Thì chưa đến giờ hành không biết bao cuộc điện thoại rồi. Rồi, em khởi hành đấy nhá. Mời các bác đi cùng em một chuyến để mua con này nhá. Đang trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên các bác. Sang đất của Hà Nội rồi. Tuy nhiên thì đường cao tốc này em quay nhiều quá rồi, không muốn quay nhiều các bác. Đi ở đến nhà bạn này thì bạn phải đi đến hết đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, sau đó là rẽ theo cái đường Hà Nội Lạng Sơn, Hà Nội Bắc Giang ấy, đi trên vành đai 3, sau đó là phải rẽ xuống đấy, vòng ra qua Hồ Linh Đàm xong rồi mới rẽ xuống các bác. Đường vành đai này nó đi vòng quanh Hà Nội, nó gọi là vành đai 3 đấy. Đây, chỗ này là cái đầu vào cái thế nhá, đầu vào đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Đường Hà Nội tắc các bác ạ, gần đến Pháp Vân rồi mà tắc lâu ghê rồi đấy, chắc được 10 phút rồi đấy. Đấy. Đi trên đường tắc ấy thì em rất thích cái tính năng này của con xe. Các bác nhìn nhá. Chân cái thứ là không phải ga, không phải phanh đâu này. Đấy. Nhưng nó vẫn tự động nó đi bám vào xe phía trước. Mà xe phía trước dừng thì nó sẽ tự động nó dừng lại. Đấy. Các bác để ý nhá, em không động chạm gì chân tay nhá. Đấy, xe đằng trước phanh đỏ đúng không? Dừng này. Xe này nó phanh này. Đó. Đấy, nó phanh đấy. Xe này đi, xe này lại đi tiếp này. Đấy. Cứ đủ khoảng cách ra cái là nó lại tiếp tục nó đi. Đấy. Rất là hay. Phải nói rằng là không bị mỏi chân. Đấy, phanh này. Đấy, khịt nó phanh này. Chán đường Hà Nội quá các bác ạ. Đường vành đai tắc ứ suốt rồi, 30 phút rồi vẫn đi mới đi được có mấy cây số. Hẹn khách bây giờ là 3 giờ mà bây giờ 3 giờ kém 10 vẫn còn cách 10 cây nữa đường Hà Nội, chết dở. Đây. Còn một đoạn tắc nữa đây các bác này. Đấy, đỏ rực luôn này. Đằng trước kia các bác nhìn này. Bên này thì cái làn khẩn cấp thì các bố xe đi cứ ầm ầm ở đây này. Đấy, đấy. Làn khẩn cấp đâu có được đi đâu. Đang ở chỗ Hồ Linh Đàm các bác ạ. Chả có gì, quả xe này đang đậu đây. Đây, bị đây, đấy, bị đâm toang đầu con đấy. Đấy. Xong rồi là đang xong mới bị tắc. Có độc một con đấy, đấy, ba con thì thôi không biết đến đâu rồi. Giờ mới thoát ra được tí các bác ạ. Giờ đi thôi. Sắp tới rồi các bác ạ. Cái đường Hà Nội bé quá. Đây là đường Liên Xá thôn Hữu Lê ạ. Nãy nghe Google Map nó chỉ thế, Liên Xá thôn Hữu Lê. Mà đi mất bao thời gian rồi bây giờ vẫn đến đây. Thời gian di chuyển của em nó rơi vào hơn 2 tiếng rồi, từ Thái Nguyên xuống đây luôn. Đấy, tí về lại mất hơn 2 tiếng nữa. Về vào giờ cao điểm nữa thì chắc là 3 tiếng nữa mới về nhà mất. Mua được cái xe giờ vất vả ghê các bác ạ. Đến cái khu vực này gần đây rồi, không biết là cái chỗ nào. Thấy định vị chỉ ở đây thôi. Đấy. Ok, nhưng mà có thấy con Morning nào đậu ở đây đâu. Đấy. Rồi em gọi điện cho khách cái đã. Nào, phải thử. Alo. Anh đến ở chỗ dưới chân mấy tòa nhà chung cư mà em gửi vị trí rồi ấy.
À thế à? Ừ. Anh đợi em tí nhé, em sửa xuống. Anh chưa thấy cái xe em đậu ở đây. Đây đây, em đang cho đi tắm tí rồi em về đây. Úi trời. Rồi ok nhá, anh đợi ở cái chỗ em gửi vị trí nhá. Cái xe Beijing của anh đậu đấy nhá. Đậu có bên phải đường. À rồi, ok. Ok. Ừ. Bạn nằm ở bên phải. Bạn ấy cho xe đi rửa, cẩn thận thế. Chỗ này không không quán nước nào ngồi à? Mãi kia mới có. À đúng rồi, đây đây. Nước. Vào quán trà đá vỉa hè Hà Nội tí các bác nhá. Ở đây là cái gì đây? Phường Kiến Hưng à, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đây. Rồi, xuống nào. Đồng chí cầm điện thoại lại tưởng là đồng chí đấy. Đấy. Xe nó màu gì? Hả? Nó tả xe màu gì? Morning SI màu trắng mà mình không nhìn thấy con SI nó ở đâu. Thôi để gọi lại cái đã. Bạn xem đúng không? Chả hiểu kiểu gì luôn. Đây là... Map ở Hà Nội này nhiều khi cũng không chuẩn các bạn ạ. Ơ anh rẽ trái em, anh đi quay ra rồi đấy, không thấy gì. À, anh ở chỗ nào nhỉ? Em đeo giày trắng đúng không? Không, em đi giày xanh, em ở cái đường mà anh đi thẳng vào, nhưng mà anh đi thẳng đến kịch cuối đường đi, em ở rất tốc đấy mà. À, đi thẳng vào đi kịch đường à, anh lại rẽ trái. Anh đi ra đường to vào đây đi, không ai đi kịch đường. Ok ok, đây anh đang đi ra đấy, nhưng mà em lại ở đấy à? Hôm qua à, em gửi vị trí cho anh hôm trước là ở kia cơ mà. Nó cùng một xoài mà, sao nó đi thằng này. À rồi ok. À đây đây đây. À rồi rồi, ok 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 rồi, ok. Khổ quá, nó lại đi ra trước tòa nhà. Mình lúc nãy mình đi lên kia sáng mất được. Vâng, nhưng có biết đâu. Đây còn morning đây. Ôi giời, tòa này tắt đây sang một tí là được. 30G963 70. Để xem em có chạy dịch vụ không nhá. Bạn này bạn bảo là xe này em mua lại, thế nhưng mà xe không chạy dịch vụ. Ôi giời ơi, anh lại ở bên kia. Em gửi anh đứng bên to bên này mà. À, dạ. Thì có biết đâu, cứ đến vậy vị trí này kia. Mặt trước này em ở. Đúng rồi, nó đang này, mặt trước này. Chỗ này thoáng hơn nhưng mà. À dạ. Ừ. Anh ạ. Ôi giời. Con này em dán tem từ trước à? Vâng, dán từ trước ạ. Em vừa đi cho đi tắm tí cho nó sáng sủa đi rửa gì. Con này trước em cũng mua lại của gara thôi đúng không? Trước em mua ở bạn em quen rồi cái này. Em chào anh ạ. À. Vâng à? Chào Super đổi tiếng. À đây à? Đây con này sao lại có cái vết nhựa này? Thế này có cái vết này hơi lạ. Dạ, sao anh? Có cái vết ở chỗ này nó hơi lạ. Lạ cái gì cái đấy? Không, không, không. Em mua cái anh bạn em làm tổng toàn, nó làm ở chỗ gara của anh Mạnh Thái Nguyên đấy. À. Thế là xe của bạn này là bạn thân của thằng Mạnh, tổng toàn. Thế rồi, là bạn rồi, đi mua rồi. Santa Fe, thế là bạn đi đổi cho đổi xe nên là còn em thấy nó ok và em xuống ấy lấy luôn đấy. À. Nên là bọn em đi ít mà. Bọn này thì nó hay chạy dịch vụ thôi, chủ yếu là không không chạy dịch vụ là được. Vâng. Sáng ngày hôm qua lúc mà anh Mạnh ok không 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 ấy, không anh không trả lời không chốt chưa trả lời thế này. À, ok em, thank you em. Này thì không 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 phải là chạy nhiều lắm. Vâng, em ít đi lắm. Không thì... anh đang nói chủ khác thôi, còn chủ em thì đi quanh đây thì có cái không, gì đâu. Mà trước khi mà lấy chúng mở cháu cái cabo này. Ok, mua được 2 năm rồi à? Vâng. À. Bọn em nhìn người dịch vụ đâu. À. Đây, ba lô và liếc vẫn còn để ở đây đây. Đây đang cho anh ngó này tí. Ok, đằng sau không có được mụn gì. À, chúng mở cho capo chưa? Không lên à? Cứ giật ra, cứ ra kia chúng nhấc cái nó lên đấy. Chắc là nhấc cái nó lên đấy. Vậy đây, đấy, nhấc cái nó lên. Đây những con xe nào chạy nhiều cái này nó hơi ấy, nhưng mà con đời này nó phải như này đúng rồi, chạy thâm. Nào xem qua chân côn và chân phanh nào. Chân côn và chân phanh. Đây. Hơi một tí.
Cứ cho là tầm tầm khoảng 12, 13, 15 vạn gì đấy. Không, con này không để bán. Con này bán thì bán lâu rồi nhưng không để bán. Sao mà theo dõi anh trong lúc nào nhà em, tại vì muốn đổi lên 7 chỗ thì... À đây à? Tốt quá. Đi. Số rất nhẹ nhàng. Đấy. Bọc lại cái da này đi theo cái màu đỏ của cái này. Đấy, anh bị quảng cáo ở cái độ màn ấy, hôm trước về nhà em độ mất 5 triệu đấy. Bộ màn này á? Vâng ạ, màn xịn đấy. Chỉ cách đây 2 năm rồi đúng không? Không, lúc em về xong mấy tháng sau mới độ, còn năm 2021. Cho anh mượn chìa khóa với. Anh thử kiểm tra lại cái này tí. Còn một đây ai chìa? Còn một chìa. À thế à? Túi khí. Đấy, ok, túi khí. Rồi. Cabozin. Đâm đụng chưa? Ok. Ok, máy gì? Đó không có xin nhan. Bảy vạn tám, con này thì không ở mức 7.8 rồi. Trước đây bị tua. Lúc em mua nó chạy bao nhiêu vạn? Lúc em mua nó chạy bao nhiêu vạn? Nhiều vạn như là 5 vạn hơn đấy ạ. Đâu, mình mua là 6 vạn. 6 vạn, bây giờ mới 7.8. Em không nhớ rõ. 7.8, con này bị tua nhưng tua tầm khoảng tầm 4, tầm 4 vạn. Tua đi mất rồi. Tua. Nên là trước yêu qua bọn em đi mua là bọn em ra ra bọn em hỏi. Anh bảo những cái vết xước với xiếc thì bọn anh về bọn anh làm cũng không lấy gì. Thực ra là cái giá mà cũng tầm tầm như bà báo bọn anh ấy, nhưng mà thì sau này đỡ có đổi xe quá gì sao. Thật thì xem anh lâu rồi nhưng mà sau này có đổi. Uy tín hơn nên là bọn em thích. Okay. Là sau này ví dụ như kính là... zin. Chú nổ trong cái máy này. Đỡ sau này xem video của anh con nào phải chữa đẹp đẹp thì em mình gặp nhau. Nhà đâu mà lại cần 7 chỗ. Dạ. Nhà em á. Ừ. Đi 7 chỗ là Thái Bình. Nhưng mà bố mẹ chồng em bên Đông Anh. À thế à. Ừ. Em vừa đi bên Đông Anh về đúng không? Chú ga cháu đi. Chú ga cháu đi. Rồi. Bốc ra nhỉ? Bọn này thì số sàn thì nó bốc hơn. Vừa thay xong. Em thay đều lắm. À. Thay được bao lâu, được bao nhiêu, chạy được bao nhiêu rồi? Thay cái này trước Tết rồi. À. 28 Tết. Thế thì thoải mái chạy khoảng tầm 4.000 nữa đúng không? Chồng em cắm xe ra đây cả. À. Ok, tạm thời thì là không vấn đề gì. Này có hộp có cái tì tay nữa đấy, tì tay độ thêm. Ghế thì đẹp, trần ok. Đây. Gầm ok. Anh ngó đi xem trước máy nó có dầu thế nào không.
Ôi giời. Tên bây giờ là tên hai vợ chồng em à? Vâng. À. Tên em. Ừ. Ok. Chú chạy. Chai nước của chú. Hết chưa? Đây bảng các thứ liên quan đây, cần những cái gì đây. Đây. Cái này để sau, để vào xe sau. Đấy. Còn cái gì không? À, được lãi lọ nước hoa này. Tìm lại còn cái gì không, lại về nơi lại. Là anh ơi gửi cho em thì đi là không trả lại luôn. Thôi nâng cấp rồi còn gì nữa, đi 2 năm rồi. Chồng em rồi. Tính nâng cấp mà. À. Còn nhiều xăng gì không để ý lắm. 200 cây đây ở trong bảy. À đấy à? Thế thoải mái. 120. À đấy à. Tí anh cứ đổ thêm một tí vào để đi về. Rồi ok, tí nữa thì chạy thoải mái về đến kia chú hất đổ. Thôi được rồi, đi chú cháu mình về đi. Bây giờ là... Ôi, 4 giờ rồi. Bắt tay hai vợ chồng cái. Anh chuyển chưa? Anh chuyển rồi, nhận chưa? Còn chưa check. Anh tưởng phải báo tinh tinh rồi chứ. Em lại chưa check. Cái chỗ này. Đây, bưu của anh đây. Đoàn Văn Dũng này. Anh không bớt đâu nhá. Nói thật là anh xuống chuẩn xe như vậy là anh sẽ không bớt. Nếu em nói chuẩn mà đúng không? Ừ, quá chuẩn. Lần sau thì nói chung là cứ thế thì cũng thoải mái. Chạy nước. Ê, thì làm sao mà được anh? Em nghĩ là chắc là được rồi ấy. Lấy như thế thì... Do mạng thôi. Do mạng thôi, chắc là được rồi ấy. Đăng nhập vào, chưa đăng nhập mà. Đây đây. À, Face ID. Rồi, ok. Ok. Thôi, bắt tay lại nhé. Để cháu ạ. Cảm ơn hai vợ chồng nhé. Ra lộc cho... À, à? anh đi lại đi đường nhé. Ok, anh cảm ơn nhé. Chú bảo cái đấy. Anh cảm ơn nhiều. À, cảm ơn. Chú ạ. Sau mà có con nào 7 chỗ phù hợp thì alo anh nhá. Ok. Anh mua nhanh. Anh làm cái gì nó nhanh gọn, nó cứ chuẩn xe là anh làm nhanh gọn nó. Rồi, ok. Bây giờ là khởi hành đi về các bạn. Đấy. Gì chú? Đây, đây. Không, chú cứ đi thẳng về dưới nhà nhá. Ừ. À, nhưng mà trước mắt thì cứ đi cùng cháu để ra Hà Nội nhá. Qua Hà Nội. Vâng. Ok. Hai bạn này bán để đổi xe, hai vợ chồng. Hai vợ chồng bán đổi xe để lên một con đời nó ngon hơn, đông hơn. Hai bạn này thì nhà mãi ở Thái Bình cơ. Đấy. Nhưng mà mua chung cư các thứ ở trên này rồi, cũng định cư ở trên này rồi. Con này về cơ bản ấy thì em cũng đã xem nhá. Chạy thì nói thật với các bác là nó sẽ chạy vào đâu đó tầm khoảng 12, tầm 10 cho đến 13 vạn gì đấy. Còn trước đây mua ấy thì nói thật với các bác là chắc chắn là bị tua rồi. Chân quả chân côn chân phanh như thế thì không có chuyện chạy 4 vạn được. Đấy, nói thẳng với các bác cho nó nhanh. Đấy. Còn tại thời điểm bây giờ thì con này nó đâm đụng va chạm không có, gọi là xước sát lẹt xoẹt các thứ thì chắc chắn là điều đấy là điều có rồi, không thể tránh khỏi rồi. Đấy. Thế còn đâm đụng thì không có, máy zin, máy thì còn phải nói là còn khá tốt, hơi thừa thì còn cực ít, khói khủng thì không có. Đấy. Rồi còn bây giờ thì đang đường Hà Nội mà. Lâu lâu em không đi được từ đây về đâu, từ đây em phải đi theo kiểu như là Google Maps mới về được các bác ạ. Tối quá không các bác? Để em bật điện đường thế nào. Hello các bác. Em đi từ Hà Nội về thì em xuống, rẽ xuống Gang Thép để đón hai cháu ở trong nhà. Hai cháu để lên đi học, vì cứ thứ bảy chủ nhật là em đưa các cháu nó về quê để về nhà ông bà nội để chơi. Thế còn bây giờ ít bảy hôm nay em phải để lại con này. Các bác biết vì sao em phải để lại con này không? Bởi vì có bác vừa ở bên có anh em ở bên Bắc Ninh gọi rằng là 7 giờ anh em xuất phát từ Bắc Ninh lên đây để lấy con này, để mua con này, để xem con này. Lấy không thì em đang chưa rõ. Đấy, đây các bác này. Đấy. Nói chung là con này để mà phục vụ nhu cầu gia đình thì con gì để mà nữa phải không các bác?
Đấy, đây nhá, đây là con xe của em phải để lại đây. Đấy, mai cho ông, mai con chú ông đi lên, còn em thì sẽ phải đi con này lên trên đấy để cho các bác xem, cho anh em xem. Đấy. Rồi, ok, chuẩn bị hết đồ cho con. À, đồ con đâu? Không có đồ gì luôn. À, nhím đâu rồi? Đấy, xách đồ ra đây nào. Con mở mạnh vào. Rồi, đấy lên đây, hôm nay bố sẽ đi cái xe này đưa hai chị em lên nhá. Xe kia bố. Xe kia bố để ở nhà để cho chị nhím lên. Đây. Đẹp chưa? Có cả màn hình kìa. Đấy. Rồi. Bị ướt. Thôi con cho hai cháu lên trên cái đây. Vâng, nào. Ô, đồ đâu? Xách chưa? Rồi, ngồi vào đi. Ngồi vào đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa nhanh lên. Nhím chào bà chưa? Ông bà chưa? Rồi. Rồi bây giờ lên trên kia để cho các bác ở trên kia xem xe nhá. Đứa nào không thơm bà rồi hả? Hả, đứa nào không thơm bà? Thơm bà đi kìa, thơm đi nhanh lên trời. Xin chào bà. Rồi con đi lên xe nhá, tuần sau con về. Rồi đi thôi. Cho kỳ cửa kính lên cho bố. Cho cửa kính lên. Rồi đi đã các bác nhá. Rồi lên đến cửa hàng. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Rồi 7 giờ luôn. 7 giờ này thì là các bạn kia mới bắt đầu đi từ Bắc Ninh lên đây. Hai đứa về nhà mẹ nhá. Đi bố về nhá. Đấy. Quay lại cho các bác xem một con này nữa. Con này thì vừa mua xong nhé. Nói thật với các bạn vừa mua xong. Thế cho nên là chưa hề làm bất cứ cái gì hết. Tí nữa khách đến đây xem luôn, em quay video luôn cho các bác xem luôn nhá. Đấy, rất là thực tế luôn. Rồi bây giờ đi vào nhà cái đã. À, em đang đóng cửa ở đây. Gần 12 à, gần 9 giờ tối rồi mà chưa thấy đồng chí kia lên. Đây con này bây giờ mới lại mang về đến đây các bác này. Đấy, bác nào theo dõi thì sẽ biết là con này mua ở Nam Định nhá. Đấy, thằng em chạy lên thì đây có một quả lốp bị xịt đang lắp vào đây, quả lốp sơ cua này. Ôi dồi, tối này không nhìn thấy. Đây quả lốp sơ cua đây, bật cho các bác xem đấy, lắp tạm vào đây, chạy tạm cách đây mà bị xịt cách đây một đoạn gần thôi đấy, lắp tạm vào đây đấy, các bác nhìn xem. Đây con màu đỏ rất là đẹp. Đồng chí kia bảo cách 9 cây cách đây 10 phút rồi vẫn chưa thấy lên đây nhỉ. Rồi đợi lên để quay luôn quá trình bán cái con xe, cái xem bán được luôn không. Không bán được luôn, em sẽ bán qua tin nhắn luôn nhá. Samsung á. Samsung á, chân taxi hay chân gì? Chân taxi hay là chân gì đây? À, được, đây. Đây mấy đồng chí đến rồi đây. Không biết đi xe gì. Đang mải đá cầu. Cầm chung chìa khóa mà. À, cái chìa khóa ở bàn. Cái chìa khóa con mang đi nhà bàn. Đây vẫn còn cần này, còn trong nhà đấy các bác này. Con này bán rồi này. Con này ế này. Đấy, còn mấy con này, con kia ế này. Còn mấy con này đều chưa bán. Hả? Con nào? Bắt tay cái. Ở cái bàn chỗ để nhiều lọ ấy, để chỗ nhiều lọ ấy. Hả? Con này 26 bán rồi. Con này mua tại đây chiều hôm qua bán luôn. Chiều hôm qua luôn. À, cùng với con WeGo đấy. Thôi, chào nha. Ừ, đã lấy cái chìa khóa đã. Lấy về như nào để nguyên thì đây còn chưa động chạm bất cứ cái gì. Chưa động chạm cái gì à? Về lúc gọi. Động vô lăng rồi chứ. Cái gì động vô lăng? À, động rồi. Lái về đến đây mà không động nữa không mà chết. Thấy chưa? À, lấy chìa khóa mà. Con này về có phải làm gì nữa không anh? Con này gầm bệ ngon. Thì dầu mỡ thì mới đi, mới thay được, mới chạy được khoảng 600-700 cây. Dầu mỡ như chủ báo. Đấy, còn lại thì nói chung là những chỗ xước xác này mình thích thì mình làm thôi. Đấy, đấy một chỗ xước xước nhẹ nhẹ đấy. Mình đi gia đình hay là về kiếm đi... tiền? Gia đình thôi. À, đi ra gia đình thì đầu tư thêm tí để tỉa mấy chỗ xước sát vào tí là được. Lên màn hình hết rồi.
chưa mai mới ra được video mua con này. Chưa dọn rửa được gì hết đâu. Chưa dọn rửa. Chạy thì nhìn chân phanh kia thì nó chạy khoảng tầm 12 13 vạn gì đấy. Nhìn chân phanh chân khôn. Ngó cái gì ngó. Anh em đi bằng xe gì đấy? Đâu? Ở đây không biết à? Không thấy đậu ở đây mà không biết đi bằng xe gì. Máy zin hết đấy. Thôi thoải mái mà, đường rộng dây. Xe 7 chỗ cũng vừa mà. Đường rộng thoải mái, nó đi nó gión đèn nó thế. Không không tắt đèn. Tắt rồi. Chứ xe mày có sạc Samsung nhỉ? Chân cắm Samsung à? Ở trong kia có cái chân, có cái sạc phòng bối. Đang lao lên đây thì cần. Mấy anh em đi từ lúc 7 giờ mới, bây giờ mới lên nơi là muộn, chắc ăn cơm gì? Không, bây giờ bọn em đi xa rồi. Chỗ nào? Giáp Hưng Yên cơ mà. Ai giời, thế bảo Bắc Ninh mình tưởng là thành chỗ thành phố Bắc Ninh, nhưng mà lên đây tí. Thì nhà lên thành phố phải 50 cây. Thế bảo em Bắc Ninh và quay lại. Vừa về giao một con Fadin ở Bắc Ninh. Vừa giao Bắc Ninh cũng đi đi bình thường chắc tầm 50 phút. Ở 50 phút đến nơi rồi. Mở ấy lên đấy, mở mở nắp lên mà xem. Máy zin hết đấy. Dàn co còn chưa ra cơ. Chưa ra. Ừ. Một máy nhỏ nhỉ. Máy Morning.2 vậy đấy. Này 4 máy này. Cá bộ cũng chưa ra, zin hết. Kính quanh xe zin hết. Máy thì cô đẹp. Lâu ra còn ngon đi thoải mái. Dày á. Hả? Giao luôn rồi. Cái gì? Chuyện video qua chốt. Giao luôn rồi, sáng sau ngay tối hôm đấy là hai vợ chồng mà hai vợ chồng bắt xe khách xuống đây một phát, thế là sáng hôm sau sáng sau lên lấy rồi về đi về rồi. Vừa sáng nay lấy về. Thoải mái. Không hở hơi, cũng không bị lọt hơi tí nào đâu. Có cả video test lúc mua rồi. Kia mở ra nhìn kìa. Đồng chí xem xe là dân dân chuyên đấy. Đồng chí dân chuyên đấy. Đấy. Không có quạt chả quạt chảo gì đâu. Máy ngon lắm. Trong đêm luôn. Trong đêm luôn các anh em vẫn đang xem xe về thì nóng hổi, còn chưa cả kịp cất vào gara đấy, trang bị màn hình các thứ hết rồi đấy. Không không ăn gì rồi nè. Ga lên mới biết được, nhẹ nhẹ này chưa biết đâu. Nó phải ra lên đấy, xong nó hở mạnh, nó mới coi bọt đây này. Nhẹ nhẹ này thì người ta chưa phát hiện ra được. Nó mở thì nó đã có rồi đúng không? Đã có tâm rồi đúng không? Nó đã xử tâm rồi. Xe này bao nhiêu người lấy nhỉ? Hả? Xe này là 10 đấy đúng không? 16. Không không như là 10 họ. Vừa ra lấy xong, giấy tờ đâu nhỉ? Giấy tờ trên cái nắp kìa. Chủ cái thứ đầy đủ. Vừa mua về đây lúc đăng cái đấy là cái lúc vẫn đang ở Hà Nội, đăng cái ảnh ấy, chụp cái ảnh ở Hà Nội phát đăng lên phát đang đi về. Cho anh em xem đã. Đây thử đi. Nó lên lên đi. Chạy thử cái mà cảm nhận gầm bẽ các thứ chứ. Tạm dừng cho cái tiếng này phát, không nó tiếng nó vào. Tạm dừng cái tiếng hát ấy. Rồi, ok. Đèn đây. Cái này nó độ cái tí tay cho nên cái chỗ hạ phanh tay nó hơi khó. Đấy, về mình không thích mình có thể tháo ra. Trên đầu ấy à? Cái hạ giác trên đầu ấy à? Xấu kỹ quá. Con này như là lá điện rồi nhỉ? Đi thẳng được không đúng không? Đi thẳng thì đi được một đoạn thôi. Xong rồi. Đi giúp vào ngã ba đây xong quay đầu đi quay lại.
Ừ. Ma đây à? Ừ, rút vào đấy xong lùi đít quay đầu quay lại. Quay đầu đi lại có cái đường xấu xấu rồi đi mới biết được. Có, đi đường thẳng. Đi đường thẳng này thì chạy ở dưới kia được khoảng cây, chạy xuôi. Rồi chạy dưới đây được khoảng cây ạ? Không, chạy quay lại. Chính là cây, chỗ này được mấy trăm mét kìa. Có cam này. Có màn hình đủ mà, cam hành trình thứ đủ hết mà. Đang đi không cam quen. Con này đăng kiểm một tuần mấy tháng hết rồi. Đăng kiểm một tháng nữa thôi. Coi như nó về là phải đi đăng kiểm luôn à? Chứ tháng mà đi tội gì mất tháng. Đây là con này nó không độ gì, đăng kiểm đơn giản không, con độ nó mới khó chứ. Tạm dừng ngồi kia cho con đỡ có tiếng rồi thì... Đấy, bắn lên thang rồi cảm nhận máy móc gầm bệ số má. Tự động mát lạnh luôn. Làm chế độ mát lạnh luôn. Giờ đi thử về. Cho đang ngồi trong xe bàn bạc. Đây, ý anh em bảo đây là cái keo do con người quét đấy gì? Con người từ hãng nó vẫn là con người quét, nói thẳng với anh em là một điều là như thế. Còn đã phải tác động đến cái ụ này rồi thì còn đâu cái đầu xe nữa. Anh nhìn thấy vệt được xịt đấy không? Còn đâu bọn anh là vệt, bọn vệt. Anh là nếu bọn em thấy cái đấy này là bọn em không được cái này thì bọn em lấy cái khác. Đâu vệt gì? Đây chẳng như cái vệt đây vệt xịt đấy anh nhìn thấy là vệt xịt nào? Vệt xịt cái màu nó khác đấy đúng không? Đây anh nhở màu đây màu nó có đồng với cái màu kia của nhà mình đâu? Đồng cái màu trên này của nhà mình đâu anh nhìn thấy nó có đồng đâu? Cái vệt xịt ở bên dưới đấy. Đó, nó không đồng cùng với cái nhà mình. Còn đâu là bọn anh mà được con xe đẹp cho ngon, bọn em phút lần này thì lần khác bọn em vẫn đến mà anh hiểu không? Anh em thoải mái luôn. Bọn em cứ không từ đây thằng này nó kết lắm rồi nó ạ. Thông cái chẳng đi với tôi luôn. Ừ, tôi chưa biết chân giáo là anh em đi luôn. Ông làm thợ được bao năm rồi? Đó, cái định bấm của nó còn nguyên đấy. Hả? Hỏi đồng chí làm thợ được bao năm rồi? Cả một cái gầm nó phơ sơn nó phụt, cả cái gầm nó phụt từ dưới phụt lên, nó phụt lên đấy để bảo là thay là sửa ở đấy. Chịu các ông luôn. Con đấy muốn được cái đấy thì không cần phải được giá, mình sẽ không bớt con này. Đấy, không bớt tí nào luôn, lộc lá luôn cho nó dễ. Còn bây giờ anh em nhá. Nói thẳng với anh em nhìn như này, nó rõ ràng cái vết phụt nó phụt từ dưới lên hai bên cân nhau như thế này. Nó phụt nó phủ gầm một phần là cái chất phủ gầm nó từ dưới nó phụt lên, nó không lên được hốc trên này, nó chỉ lên được một tí dưới đấy điều nó lên thôi. Anh em lại bảo đâm đụng vào đấy. Rồi thì anh em lại bảo là cái này là cái keo là con người quét. Anh nói cho anh em, nếu như con này mà bị đâm vào cái ụ này mà con người quét đấy, con xe không còn cái gì cái xe luôn. Nha. Từ kính, từ tất cả các loại khác, từ cabo, từ keo chỉ. Nói thế là nhanh. Còn mình buôn xe, đương nhiên là buôn xe nói là phải đúng. Như ông xem xe nói là phải đúng. Không, bọn em đây là anh em đi ừ cùng cái gì nhưng mà cái vấn đề là mình phải nói đúng chứ không phải nói sai được. Đi xem xe tối bọn em không có đi bởi vì thường xe tối là nó phải kết nắng rồi kiểu như là mẹ phải ấy gì ấy mà là thôi mày ấy tao mày tao giờ tối tao không toàn bộ phần này nó nguyên hết như thế này từ con ốc kia nó còn chưa động chạm, ốc này cũng chưa động chạm luôn, thế mà còn toang vào cái ụ này còn chạy lại làm lại cái ụ làm sao mà làm được. Anh em nói thế là dễ. Không được, không sao, chả vấn đề nha anh. Có điều là anh em phải nói đúng chứ không thể nói là nó đâm vào đến tận cái ụ đây được mới làm hết thay hết phần dưới được. Nói đâm đến tận ụ ý ấy. Chạy lại bảo cái keo này keo con người quét lại còn gì nữa. Đấy là việc đấy là cái việc anh em thấy thôi. Còn bây giờ đấy anh em xem kỹ này đi. Cái này không hề có vết cắt nối nhá. Anh em nhìn kỹ nhá. Cả một cái tấm như này không hề với cái nối là cái phết, vết là phun phủ nó từ dưới nó phun lên, nó không lên lên đỉnh như này, nó chỉ có nó chỉ tua lên kia thôi. Nhưng mà họ thay cả này thì làm gì cần phải cắt. Đây đây anh em nhìn đây là phun từ dưới phun lên hiểu chưa? Nó phun này là phun phủ gầm.
Có nhìn thấy không? Chạy cả cái này không bao giờ kính nó còn. Đây đây. Cái vết nó phun cái chất phủ gầm nó phủ từ dưới lên, nó chỉ phủ tới đây rồi nó không phủ kịch trên được. Bởi vì nó phun từ dưới gầm nó phun lên. Lại còn bảo nó phun khác nữa thì đéo hiểu được luôn. Nếu không ấy thì để em... Thôi, không sao. Mày về, lúc nào trao đổi với... Ừ, nhưng mà thợ thì nói thì cũng phải đúng nha, phải biết một tí. Tính mình thẳng cực kỳ luôn. Thôi, bây giờ em là cũng biết, thằng này, thằng này nó nói chuyện đấy chứ. Có gì thì nó gọi điện cho thằng này, nó kết thì nó quay tránh. Thôi, được rồi, ok. Được chưa? Đấy, bánh kỳ, bánh kỳ. Nói thế đúng không nha, lần sau không được. Mày có thì nói với anh em, em bói em nó cũng đi tận đường kia là cũng là nhiệt tình, nói chung là... Rồi, biết nhiệt tình. Nhiệt tình thì nói đúng nhưng mà mình rất thích, mình không thích cái kiểu nói sai. Đấy. Thôi, chứ không phải là đục độ đến tận đây, đục độ đến tận đây. Anh em, bảo là người chạy keo lại nó khác nhà sản xuất chạy chứ còn gì nữa. Video vẫn ghi này. Nhá, bảo cái keo này là người chạy lại không phải nhà sản xuất chạy, nó khác nhau nhá. Người chạy lại thì không là đâm vào đấy thì tự nhiên người chạy lại làm cái gì? Thế có vẻ nhanh không? Thẳng luôn đấy, mình rất thẳng, anh em thông cảm nhá. Đấy, biết anh em trên kênh rồi thì biết, thông cảm. Rồi, ok. Ừ, kìa, cầm cái chìa khóa anh. Bực mình thật. Hả? Con xe như thế nhưng mà đưa thợ cái lên Định Văn bảo là bị đâm vào cái ụ kia mới để đâm gầm, mới đâm kiếp. Các bác thông cảm xem video thấy tính em thẳng. Mẹ em nói thẳng tuột luôn đấy. Bao cả cái ụ xong rồi và chạy lại keo kia là đi hết cái đầu rồi, cắt ra nối lại cái đầu điên thật em ơi. Ừ à, anh đang bảo là khách xem rồi nhưng mà khách qua xem qua thôi, có máu thì là anh gửi số tài khoản đấy rồi. Ok thì anh gửi xe. Số tài khoản đến luôn. Xe anh bao ạ? Giá thì anh bán là 2028 nhá, xe anh bao là toàn bộ là không đâm đụng, không ngập nước nhá, tình trạng không lỗi nhá. Đấy. Còn giá anh bán là giá anh bán xe không, chưa bao gồm làm đẹp. Thế tuy nhiên thì con này gần như chả phải làm đẹp gì mấy, em đi gia đình thì cứ để thế thôi. Dạ, em đi gia đình để được con rút hồ sơ thế nào anh? Rút hồ sơ là phí mất 3 triệu. Anh sẽ hỗ trợ cái về mặt thủ tục thôi, bởi vì nói thật cái con này anh mua vào anh cộng vào thì nó cũng có được bao nhiêu đâu. Anh mua vào cái anh báo ngay, anh đăng lên anh báo ngay, anh không báo làm đẹp ấy. Dạ, dạ. Ừ. Thế làm đẹp thì sao để được làm đẹp? Anh... Hồ sơ chút là thế con nếu mà vận chuyển thì em sẽ em chẳng cần sẵn xe, bởi vì anh xe với tụi em. Nhưng mà em có em ở chỗ nào, Hà Tĩnh à? Không, em ở Nghệ An ạ. À. Nghệ An thì đi xe đêm một cái đêm nào đấy, đi ra đây xong rồi lái lóc cóc về lái chơi vận chuyển, bây giờ tự nhiên mất xe phọc chở đây mất nhiều tiền lắm, 7-8 triệu đắt tiền lắm. À thế à? Ừ. Dạ. Thế để em rủ ngoài ra là được, em chuyển công anh chuyển số tài khoản đấy. Ok thế để anh chuyển số tài khoản cho nhá. Dạ, em chuyển công bây giờ anh nhá. À, mấy triệu em? 10 triệu được không anh? Ok. Nhưng mà xe thì anh nói đây, anh cam kết luôn nhá là đâm đụng ngập nước không có ra, mà anh em mà thấy bị đâm đụng hay ngập nước hay là bị xe lỗi thì là anh sẽ hoàn lại tiền cọc 100% nhá, thêm phí di chuyển đường ra nhá. Là chúng em chưa xem ảnh nội thất nó chắc nội thất đẹp luôn, đã lên màn hình Android, lên cam hành trình, cam lùi rồi. Dạ. Ừ, yên tâm. Mai anh sẽ chụp chi tiết gửi Zalo cho em, nhắn Zalo cho anh nhá. Dạ anh nhắn tin nhanh với số tài khoản này. Ok, anh cảm ơn nhá. Dạ, ok, chào anh. Dạ. Bán một cái xe rất ghét từ cái kiểu đưa thợ đi nói vớ vẩn. Thợ nói chuyện chắc nói buồn cười quá. Ra xe rồi vẫn đứng ở trên kia cả. Bán rồi. Đang đứng kia kìa. Không cần phải đứng. Đéo bán được ngay. Là quay lại. Quay lại không rồi gửi số tài khoản một chút. Gửi rồi, không có thì em cũng gửi cái khách trên này làm báo này. Em chuyển khoản xong báo anh. Để anh xác nhận. Để xác nhận.
đứa mình tính của em mình rất là thẳng, không nhất không cần bán luôn. Nhưng vấn đề thợ đến nói phải đúng. Lúc ngồi trên xe là nó bảo là con xe này bị đâm đụng, thì mình cứ nghĩ rằng là nó bảo đâm đụng như thế chắc là phần nhựa đâu, nhựa được không? Thì anh đã bảo là phần nhựa, phần capo nó bị xước xoẹt, cái chuyện rất là bình thường. Đấy. Thế nhưng mà lại chơi cái bài chơi cũng ú luôn. Chơi cái bài cũng ú luôn. Chạy theo cái thằng này cũng quen đấy nhỉ, nó ở đâu nhỉ? Bắc Ninh. Bắc Ninh. Mặt tròn tròn đấy. Tròn tròn thì không nhớ. Đại khái không nhớ, nhưng không có đồng chí mới. Chỉ có đồng chí cao cao là đồng chí thợ thôi. Gần Gia Lâm ấy. Thế này chắc là thợ ở đâu đến hay là thợ không biết gì. Thợ đây. Mẹ con xe zin đét. Thôi mày mẹ thôi. Con xe nó zin đét toàn bộ. Ra đã chỉ cho anh là cái toàn bộ những cái ụ này là người chạy lại keo, nó không giống nhà mà sản xuất chạy. Xong nó lại nhìn xuống bên dưới nó thấy. Thế bây giờ bảo đây, bây giờ tôi với ông cá nhau đây cầu đằng sau này. Anh bảo rồi. Gọi thêm năm thằng thợ nó đến. Anh không, anh bảo mang hãm bảo đâm đụng tôi cho cái xe. Thế xong giờ là nó phủ gầm ấy, nó xịt cái chất đi. Xịt chất đây này, xem đấy. Con nào vừa hôm nay vừa xem phủ gầm ấy nhỉ? Nó xịt ở cái phần hốc bánh xe thì không xịt hết, nó xịt kiểu như phần dưới nhiều hơn, phần trên nó mỏng hơn ấy. Thì nó bảo đây chỗ này làm lại, trên này màu khác, dưới màu khác. Xịt phủ gầm nó có con nó còn trong cả cái dưới đế máy luôn. Nhưng mà tôi nhận lại nhận thế cọc. Sao? Thế cọc nếu mà này. nếu mà giống như khách khác ấy, đấm phát một đít thì lại hai củ ấy. Đấm phát nữa ai ôi a ôi lại năm củ ấy. Quên mẹ đi. Người dùng chắc là cụ thì không phải khổ, là mình nghĩ là khổ cho người dùng, nghe mình chưa? Cái người dùng cái xe đã tin tưởng rồi, đưa nhau lên đến đây xem, anh nói không mất ba củ anh đi làm đầu. Nếu mà đưa thợ thì đây đưa thợ đến chẳng phải thuê thợ đến đây xem, nhưng mà đây lại làm ăn vớ vẩn nói láo chết. Chả biết nhà ấy không, nó tiền. Đấy các bác ạ, thấy bác Cường bảo là ông nhận cọc rồi. Ông đây là bác ông thợ, thợ đến xem hộ bảo là bị tụt xe một nửa rồi. Thế là ông ấy vừa đi chắc bây giờ đến đường cao tốc chứ bao nhiêu không đến đâu. Vì đường tầm này chưa đến. Nhưng bây giờ đây có anh em nó cọc luôn 10 triệu đấy. Trần Võ Hải cọc chuyển tiền cọc Morning SE 2016 màu trắng. Bây giờ em sẽ nhắn tin xác nhận là bác Trần Võ Hải này cọc này. Chúc mừng bác Trần Võ Hải đã mua được con xe zin nhá. Nếu mà đúng là tụt một nửa xe nhá, em khẳng định luôn Việt Bắc Kha nhá, đền thêm bác đúng 100 triệu nữa. Cậu cứ mang xe về. Thợ với thuyền. Như nên là những cái ông thợ để làm ô uế ngành xe, cho nên các bác không tin tưởng là phải thôi. Không biết là các ngành khác có thế không các bác? Ngành gạch ngói nhôm kính hay là đá gà đá vịt này mẹ, hay là ngành đá phờ ấy, xem là có cháo hàng cháo hóa gì không, hay kiểu như này không. Chết dở. Thợ với thuyền nhà lên xem xe zin đét dám bảo tụt vào một nửa cắt đôi, thế thì chịu rồi, thế thì bó tay rồi. Không nói cắt đôi nhưng mà thay cả ấy, cắt đôi ra để thay cái mẫu khác vào, còn thay cả nào? Cái bệ bên hông kia kìa, bảo là cái chỗ này là chỗ keo mới. Nguyên văn là bạn thợ ấy bảo là chỗ này là cái chỗ keo mới, không giống với nhà sản xuất, là cái chỗ là người quét, thì người quét thì chỉ có thay cái ụ này thôi chứ đấy là cái ụ bên đấy, còn cái bên kia cái chỗ gầm bảo là thay cả luôn đấy. Anh đứng đây là nó nhỏ với ông kia là cắt đi chỗ này, nó nhỏ đâu, nó to phết, bảo thay cả luôn đấy, bảo cắt đến chỗ này thay cả luôn chứ không phải. Anh cười bảo đâu cắt thì có vết cắt, ông bảo là thay cả thì làm gì có vết cắt. Đấy đúng rồi, ông bảo thay cả. À đây đấy, thế thì chịu rồi. Thở đi xem hay là anh ấy mới vào nghề, một là về Bắc Hà nhầm, hai là anh xác nhận anh đã nhận 10 triệu đồng cọc mua xe SE 2016, xe cam kết không lỗi, không đâm đụng, không ngập nước. Giá xe là 228 triệu chưa bao gồm chi phí làm hồ sơ. Làm hồ sơ và làm đẹp. Đấy, rất rõ ràng luôn. Chi tiết luôn. Chán nhỉ. Thôi không sao, em cũng bán cho người này, bán người kia. Ra đấy em lại thấy đi họ đi cách 50m lại thấy họ đứng lại, dừng lại một tí, không biết là xe lỗi, xe họ lỗi hay như nào đấy, nhưng mà em tưởng quay lại để kể cộng 10 triệu nên em không bán nhá. Không phải là em cần tiền thì rất cần tiền, nhưng mà nó cần đúng chỗ đúng lúc, kiếm đúng chỗ đúng lúc. Chỉ tiếc cho cái ông mua thôi. Tiếc cho cái anh mua kiểu gì thì mất thêm 1-2 triệu đi gọi xăng xe xăng cộ lên đây cùng lại không mua được. Thôi bác thông cảm. Đấy, bác tóm lại là lần sau bác đi xem cái bác mà bảo tin tưởng bọn em lên đến đây rồi ấy, thì tốt nhất là bác tìm thợ khác nhá, tìm thợ khác đến xem, chứ còn đừng tìm thợ này nữa, thợ này không chuẩn. Cái này nó có nhiều lý do mà.
cũng có thể là đây là mình nói này, nói với các anh em khán giả ở đây, các bác đây, một phần là cũng có thể là thợ không biết, hai nữa là cũng có thể là thợ với người mua có thể là cứ nói như thế để giảm giá đi chẳng hạn, ví dụ thế, hoặc là họ không thích không đồng rồi thì sao, hoặc là họ đến đây họ không thích mua nữa, đúng rồi, thì mà chị cứ nói như thế thôi, nhưng mà không thể nào bây giờ đây, bây giờ 9:30 họ đến đây để chơi được, thì em nghĩ là cũng không trả đến đây, đây chẳng chủ chơi. Lên là chủ mua lắm rồi đấy, chán đời. Rồi ok, kết thúc cái video mà đi mua con này xong mang về bán hụt con này, sau đó là cũng bán luôn và ngay sau đấy. Cái sạc nó có cái xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.